trên tay anh nhìn mê say vì em rất giống hoa hậu. Nhắn tin sợ người cười lỡ em chẳng nhận lời nhưng quá mê nên làm liều thế thôi. Ngờ đâu em nói bây giờ hai đứa mình đi ăn vai đi chơi, cả hai cùng hẹn hò thế lên đồ thật ngầu phải lấy lè lần đầu với em. Vuốt theo như là chú rể, quần jean và sơ mi thẳng tắp, chiếc xe anh mượn của bạn vì xe quay sợ em méo lên. Trời ơi, giây phút mong chờ đã đến và anh xem đãi ra quần, tướng anh gặp mẹ vợ biết đâu lại là nàng đời với thầy hoàn toàn khác nhau. Nhưng đã lỡ thôi thì lên xe mình đi ăn chút rồi về. Chớ em mà thật sợ áo chi mà áo vậy ôi đắng cay tin lầm hình chuyến phây. Rồi khi vô quán anh càng thấy ngán vì em ăn giống như lợn, đã không đẹp mà còn dơ hơi và luộm thuộm khác với phây sang chảnh thấy ghê. Alo, ai vừa mới gọi, anh ra ngoài nghe điện thoại nhé, lấy xe và rồi biến lẹ, tạm biệt em anh đi chuyến nhé. Từ đây không dám tình hình trên tay, trời ơi nó áo vô cùng, thấy ai cũng ngời ngời thế nhưng sự thật thì khác lắm nha, toàn là thấy ghê. Thế nên đừng vội vàng cá tin mà ăn thành bớt bớt đi lại xạo biết không. Mọi người xem video vừa có hay không ạ? Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe ủng hộ kênh Khánh Đơn TV nhé. Cảm ơn mọi người. Bye.